Vâng, em sai xin chào quý vị khán giả nhé. Hiện tại thì hôm nay là ngày thứ hai em sai vào trong Nam Định rồi. Hiện tại thì đấy, lý do vào đây thì các bạn biết rồi. Đây cái tác phẩm này anh cạch râu anh ấy. Phải là anh ấy, có duyên mà anh ấy cứ phải bắt mình hấp riêng mình bằng được. Thì mới vào thì hôm nay thì mình đang ở vườn mới của anh cảnh dâu nhé. Cái này thì tí nữa thì mình anh em thì sẽ chia sẻ sau. Đấy. Vào đây các bạn nhìn nó to lắm các bạn. Tí nữa xong là mình chia sẻ nhé. Mai kia là thay chậu xong thì Yosai sẽ chia sẻ với quý vị khán giả. Đấy. Cái này thì anh em chưa quay bắt tay, tí là xong là anh em mới quay bắt tay. Đây là không gian anh mới làm. Ô em chào anh Dương nhá. Hơi Ok, sợ. chào em bonsai Yên Vũ, chào Đấy. quý vị khán giả. Nói chung là anh Dương Nguyễn thì chắc chắn là nếu mà quý vị khán giả xem kênh và xem ở trên mạng thì truyền thông rất nhiều anh em quay rồi. Ngày xưa anh có cái tác phẩm gọi là gì ấy nhỉ, Anh thì nhiều tác phẩm không, cái si ngày xưa triển lãm anh nhỉ, tác phẩm Phụ Tử Tương Phùng Phụ em Tử Tương Phùng các bạn nhé. Nhưng dạo này nhìn ông anh đẹp trai hơn. Đây anh Cảnh, chào anh em cái anh Cảnh nhỉ. Đây, đây là anh Cảnh chuyên làm đá các nhé. Thì đây là cái vườn mới của anh ấy này các bạn. Thì dịp sau mà xong vườn ấy thì Imasai sẽ review khuôn viên sau. Anh chơi khuôn viên đây là để chỗ anh em ở ngoài vườn. Buổi tối nay anh em chia sẻ, hôm nay mình xin phép quý vị khán giả là quay cây ít thì hôm nay là quay cái video kỷ niệm là anh em gặp nhau. đây là gà bó anh nhỉ, gà bó xôi đấy, xa đấy là hình lưu lại kỷ niệm này khoảng tầm đôi 30 năm nữa anh em mình. Lâu dài bắt đầu bỏ ra. Ôi, anh Cảnh ơi, xong chưa? Ôi, đây anh Cảnh đang đập đá các bạn nhé. Đây. Còn cái tác phẩm kia thì chắc chắn là ngày mai là hoặc là 1-2 hôm nữa là anh ấy đang đặt chậu các bạn nhé. Về đây mới về đây là đã có một số ý kiến là đang trái chiều rồi. Nhưng mà sai cũng chỉ mơ ước là một cái khu vườn có cái không gian nhỏ này thôi. Còn vườn như của anh Dương thì mình thực ra là không dám mơ ước người rộng quá, to quá. Xong dây cảnh. Rượu cốt một của anh Cảnh đúng không? Đây các bác có rượu đá nhá. Mời anh Dương khui gà anh ơi. Để em Đây, xin mời quý vị khán giả nhá. Hôm nay anh em mình múc bang. Ở đây món này đặc sản anh nhỉ? Đặc sản là gà Mạnh Hoạch Hải Dương. Rồi các bạn ơi. Tập này anh em mà đang xem video đêm thì xem đúng cái video anh em đang ăn uống này thì. Đấy. Đây rồi bắt đầu. Có ba anh em. Ôi con nóng rồi anh nhỉ. Nói nóng mà lúc chú gọi xong anh về gọi điện đặt nó ra này luôn. Đấy. Em sợ anh sợ bác chưa về. Anh Cảnh này bảo không khả năng tôi không uống rượu đâu. Tối nay có ba anh em rồi. Em chào chị. Em chào chị ạ. Đấy. Đấy. Anh quay em quay anh. Chị đi ăn cơm. Rồi ok. Đây à, nói chung cái này thì tất nhiên ở đây là cái kênh truyền thông của cây nhưng mình muốn lưu giữ lại một chút những cái kỷ niệm các bác nhé. Đây. Ok. Nói chung là mình cũng lần trước vào đây thì cũng mới một lần được thưởng thức món gà này. Này quanh gai này là món này. Hay hơn video búp ba anh ạ. Đây mà còn tí chọc chéo đây. Ô em tưởng người ta cho sẵn nhé. Đây đây muối này. Chọc chéo này nhớ đến anh Tata TV. Ô ngon anh. Chúng em hôm nọ có cái gia vị nước của Trung Quốc anh. Nhưng công nhận là cái gia vị của họ ngon thật anh. Thơm nhé. Có mấy ướp của gà ta nướng phải nó ăn ngọt thơm đừng. Anh em này nó quê ở Hải Dương. Quê gốc Hải Dương xong nó về đây nó mở quán. Đồng quán đồng hành lắm anh. Ngay bên ngoài nhà anh ấy. Làm ngoài ngon mà người ta nhớ đến. Có khả năng là ăn đâu xé đấy cho nó nóng anh ạ. À thôi tiện tay bọc luôn đi. Đấy, mình ăn bốc. Đấy cái này là sẽ bốc này. Món búp bang gà. Búp bang.
Đây, banh này. Đây banh nó làm mà tính là... Ôi anh ơi, nào. Đây nghe. Đây đây, giấy em đây. Ok. Rồi, em mời anh, mời anh. Rồi, chúc mừng anh, em mời tất cả quý khán giả nhé. Ok anh. Chúc em. Rồi. Mời tất cả mọi người nha. Thôi thì anh em mình mời tất cả mọi người mình kết thúc video đây nha. Thì đã xong anh em mình sẽ chia sẻ một chút được cây nhá. Có vỗ tay không anh?